ông cho thả cái đầu màu đẹp lắm á, mẹ khách đi kìa. Không sự tài liệu đó thì anh lấy sẽ Thank you.
mới đi bài con chim non. Bò chấm cái gì vậy? Nằm là bún bò xay. Bò gì vậy? Ăn cái gì? Ăn cái bò cái gì? Nó chiên vào cái gì ra? Bò. Bún bò sữa đâu, chưa có phở sữa. Ví dụ như thế này mình có cà tím ha. Bò nằm nướng. Ai đây? Khoa. Khoa. Khoa ơi. Dạ. Khoa thương bao. Chúng bà. Khoa ơi. Bây giờ khoa hát con chim non. Khoa ơi. Trước cái đền thờ của ông Chu Văn An, ông Chu Văn An xem như là một người thầy giáo, một người giáo viên giỏi nhất Việt Nam và được tôn kính nhất Việt Nam. Thôi,